xin chào quý vị, Lý Hương đang có mặt tại đường Trần Hưng Đạo cắt với lại đường An Bình. Hôm nay thì dẫn cả nhà đi dạo một vòng khu quận 5 nha, với tài xế tay lấy lụa Lý Hiền. Đi qua khu vực xóm đạo xem coi tình hình Noel bên đó trang trí như thế nào rồi. Bây giờ là khoảng là ngày mười mấy tháng 12 rồi ha. Ở đây thì có bán những con heo. Chúng ta đang ở trên đường Trần Hưng Đạo nha quý vị. Bên đây là Win Plaza. Buổi tối như thế này mà có người mà chở mình đi dạo vòng vòng Sài Gòn thích ha Lý Hiền ha. Sài Gòn dịp này cứ xe lạnh dạo quanh những cái con đường quen thuộc ha. Khu vực này thì đối với Lý Hương khá quen thuộc rồi. Rồi chúng ta đi thẳng, đi quẹo qua đây nè Lý Hiền, quẹo qua đây nè. Rồi khúc đó khúc một chiều á, đây bán rất nhiều ốp lưng điện thoại này nọ ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ rẽ trái. Ở ngay đây là ngay góc đường Trần Phú cắt với lại đường Nguyễn Tri Phương đây quý vị. Quẹo ngược lại là chúng ta qua cái cầu Nguyễn Tri Phương, cầu mới ha. Giờ này là khoảng tầm 9 giờ tối nha quý vị. Đường khá là đông. Một ngày trong tuần thôi, không phải là cuối tuần đâu. Chúng ta đang đi trên đường Trần Phú ha. Phía bên đây là trung tâm văn hóa của quận 5 đây. Wow. Nhìn giống giống Tết nha Lý Hiền. Bán bao lì xì đèn lồng rồi đây. Vậy bán bao lì xì rồi đấy. Bán đầu giống Tết. Nhìn đỏ đỏ thích thích. Tết nay Lý Hiền sẽ về Sài Gòn nhiều nhiều á, nên là Lý Hương là có người đi quay cho nhà xem Tết Sài Gòn đã luôn. Nhiều khi chạy một mình này nè, mình cũng hơi buồn buồn nhờ. Cứ chạy mình buồn nhờ. Con người mà nó phải có cảm xúc thôi quý vị. Đâu thể nào mà suốt ngày mà ở đây là cái gì đây, khách sạn Bát Đát, Bà Đát, Bát Đát. Chúng ta đang đi trên đường Trần Hưng Đạo. Như đường Trần Hưng Đạo khúc này ngày xưa là Trần Đạo Bơi lúc này, ngày xưa là tên là đường Đồng Khánh á. Nên nãy chúng mình đi qua cái gọi là Đồng Khánh. Đường Đồng Khánh ngày xưa. Ở đây Lý Hiền nhớ có cái món chè gì không? Trần Đạo Bơi nè. Đạo Bơi là chè ma. Chè ma rất là nổi tiếng không? Hôm bữa mình ăn là mình gặp một blogger người Hồng Kông sống ở Mỹ đúng không? Hát nhạc Hồng Kông không? Giang Tăng gì đấy. Tiệm mì hủ tứ sườn mình Vũng Tàu. Dắt chó đi chơi. Ai cũng phải tìm đâu đó cho mình một cái gì đó để mình tản mạn trong cảm xúc không? Cân bằng lại cuộc sống nhộn nhịp năng động Sài Gòn. Minh Hương Gia Thành. Minh Hương Gia Thành nằm trên đường Trần Đạo Bơi. Ta cắt qua đường Nguyễn Áng. Đúng rồi. Dọc đường này là nghe mùi thuốc bắc nồng nặc luôn á. Ở đường Triệu Quang Phục nghe dữ hơn nữa.
Ừ, ngay gốc mà Triệu Quang Phục, ngay gốc Hải Thượng Lãng Ông mà cắt qua Triệu Quang Phục vừa quẹo vô thôi. À, chúng ta cắt qua đường Lương Nhữ Học ha. Là nghe mùi thuốc bắc nồng nặc luôn. Còn phố Lương Nhữ Học Lý Hiền nhớ là phố gì không? Đúng rồi. Này đông ghê á. 20 nhà hàng Ái Khuê. Hôm bữa Lý Hương có dịp đi vô nhà hàng Ái Khuê rồi. Ăn được bột câu quay. Nhưng mà thật sự nếu như nói món bột câu quay, Lý Hương vẫn nhớ món bột câu quay ở Hà Nội. Ừ. Số mấy quên cha rồi. Ngày xưa mình đi lúc mình còn nhỏ xíu mà. Không phải nhỏ mà lúc đó mình chưa là vlog. Lý Hương nhớ là cái nhà nó nhỏ xíu rồi. Mà nghe đồn đâu đó là hả nuôi được cả họ đó. Rồi chúng ta cắt qua đường Châu Văn Liêm ha. Bắt xe. Anh này bắt xe Grab hay sao? Ê mình phải đi qua bên kia chứ nhỉ? Phải đâu? Thôi đi luôn khu này chút. Ơi gì vậy? Đánh lộn giả bộ hả? À, ở đây bán thiệp nè, với lại bán bao lì xì nè, đồ treo Tết nè. Đi thẳng luôn như mình đến cái nhà thờ gì. Thờ Cha Tam thì phải, đúng không? Đúng rồi. Thôi mình thẳng luôn nhà thờ Cha Tam đi cho quý vị ngắm lại ha. Ở đây đường Phùng Hưng nè, ủa tối. Ở đây là chợ gì cả nhà? Thương Xá Đồng Khánh là chợ gì? Xoái Kình Lâm này, Thương Xá Đồng Khánh chợ vải Xoái Kình Lâm. Lúc này là ngủ rồi, hơn 9 giờ tối ha, là đóng hết rồi. Bữa ngay đường Phụng Hưng này mình có ăn được cái quán gì nhỉ? Thế Hèn nhớ không, quán hàu á, hàu chiên á, bột chiên với hàu chiên á. Nó dân dã thôi, ngồi ngoài lề đường thôi, nhưng mà hàu chiên khá là ngon và béo. Rồi đi thẳng luôn rồi chúng ta đến nhà thờ Cha Tam. Điều buổi tối quay không đẹp lắm đâu quý vị ơi. Nhà thờ Francisco Xavier ở Cha Tam. Chắc đâu có chạy xe vô được ha. Thôi đi dạo quanh rồi. Bây giờ qua phải đi Lý Hiệp. Rồi chúng ta sẽ đi qua đường, đây là đường gì? Bây giờ nhớ lại cái thời mà mình đi quay đường ở từ Gò Vấp mà đi qua quận 5 quay ghê á, đi vô gì đâu gặp ngủ nương tờ lưa hết nhớ. À, bây giờ chúng ta lên đường Nguyễn Trãi, chúng ta sẽ quẹo qua đường Nguyễn Trãi ha. Quẹo lại đi qua bên chỗ Hải Thượng Lãng Ông, quay qua Hải Thượng Lãng Ông rồi xong đi qua cầu Diện Đường. Xong rồi quay cái xóm đạo coi xem là sao ha. Rồi có trang trí gì chưa? Trang trí nhiều lắm đó, Lý Hiền. Ủa phải qua Lý Hiền rồi. Đi thẳng không? Dương Tử Giang. Ở ngay đây thì có những cái hàng ăn lẩu, lẩu lương, lẩu cá đầy các loại. Bữa Lý Hương ăn thử lẩu lương rồi ở đó rồi. Lương nuôi hay sao mà nó to lắm. Nên ăn một lần nữa, lúc đó ăn với đại cao Lý Hương anh Xuân Chi. Rồi mình đi thẳng luôn. Rồi mình coi từ từ để Hương nhớ thôi. Châu Văn Liêm nè, bây giờ mình quẹo trái qua Châu Văn Liêm. Quẹo phải nè. Quẹo trái lên, khoan từ từ đi.
đèn xanh hả? Ừ đi luôn. Quẹo trái lên đây, nó quẹo trái. Rồi, quẹo qua đây. Đúng rồi. Chợ Văn Liên ngày xưa là đường Tổng đốc Phương nè. Một cái người rất là quan trọng trong cái thời Pháp thuộc á. Tổng đốc Phương. Đây là đường trong. Như ngược rồi. Ở đây có quán chè Hà Ký, đúng rồi. Lý Hiền nhớ hay rồi. Không phải, Lý Hương giả bộ đó để quay Thượng Kiều Plaza cho quý vị. Chống chế ha. Nhớ lộn đường chơi chống chế rồi. Đứng cho Lý Hương ngay cái góc đây đi. Đây là góc đường Hồng Bàng với Châu Văn Liêm đó quý vị. Ở bên đây là Thượng Kiều Plaza ha. Về đêm. Rồi. Ô cũng đẹp quá Lý Hiền. Thôi đi một vòng đi. Mình chơi một vòng đi. Quang từ từ nha. Quẹo từ qua nha. Xin nhanh chứ. Ok. Thượng Kiều Plaza. Thuận Kiều Plaza thì nằm trên đường Hồng Bàng cắt với lại đường Thuận Kiều ha. Điều cái mát này nó hơi mờ quý vị. Noel là có trang trí Noel ha. Wow, cái thông kìa. Đẹp quá trời. Ừ. Đây là đường Đỗ Ngọc Thạch cắt với lại Garden Mall Thượng Kiều Plaza. Nó mờ, hình nó hơi mờ là do cái gì biết sao không? Cái đường mình đang sửa, trời bụi quá trời bụi luôn á. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quẹo xuống ha. Rồi dừng lại ngay đèn đỏ đó đi quý vị. Lý Hiền. Đây có cái nhà hàng rất lớn, lẩu cá Thuận Kiều, Lý Hương chưa có dịp thử.